theo chúng con xin kính mời chị Diễm Trang. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, Diễm Trang con xin kính chào chư tôn đức tăng ni, xin kính chào đại chúng ở trên room thế giới hội niệm. Con xin kính chào sư sĩ Diệu Âm, A Di Đà Phật. Dạ, con có hai câu hỏi. Tôi Diễm Trang hết giờ rồi. Dạ. Thôi cho luôn đi, thôi ngắn gọn thôi nha. A Di Đà Phật. Con có hai câu hỏi là lúc mà ví dụ giờ tâm trung mình được hội niệm á, thì thường ngày trong tâm của con á, thì hay nghĩ đến một cái hình tượng một cái hình tượng Phật A Di Đà mà trong tâm con thường hay nghĩ bao nhiêu lâu nay, nhưng mà lúc tâm trung thì người ta lại không có cái hình tượng đó mà là một cái hình tượng khác, thì khi mà A Di Đà tới tiếp dẫn á, có phải là sẽ thể hiện theo giống cái hình ảnh mà trong tâm con không? Rồi, xong câu hỏi thứ hai. Dạ, câu hỏi thứ hai là con có người bạn đang bị bệnh ung thư, thì có một vị thầy khuyên người bạn con á, là khi mà lúc nào mà cảm thấy là đau đớn quá không thể niệm Phật được thì nên cầu niệm Quan Thế Âm, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát gia trì cho mình để niệm được A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, rồi gọn gàng. Câu hỏi thứ nhất là khi Diễm Trang đi hộ niệm cho người bệnh thì Đức A Di Đà ứng hiện trước mặt người bệnh chứ không phải ứng hiện trước mặt người hộ niệm, cho nên cần phải có một tấm hình treo trước mặt người bệnh và dặn người bệnh nhiếp tâm nhìn vào hình Phật đó để mà niệm Phật. Thì khi làm chân thành, A-di-đà-phật hiện ra trước mặt người bệnh chứ không phải là trước mặt Diễm Trang đâu. Cho nên chuyện câu hỏi như thế này là hàng ngày thì Diễm Trang niệm Phật là nhìn có trong đầu có một cái hình Phật mà Diễm Trang mỗi ngày đều cầu mong, nhưng mà đến lúc mà Diễm Trang ra đi, nếu mà ban hộ niệm không có cái hình Phật mà thường ngày Diễm Trang nhìn thấy đưa ra một hình Phật A Di Đà khác, thì là nói là chính Diễm Trang đi bệnh ha, chà lo lại dự lo lại dự Diễm Trang sẽ thấy hình Phật nào để mà đi theo. Có phải câu hỏi vậy không, đúng vậy không? Dạ, A Di Đà Phật. Phải đúng vậy hả? Tức là rồi, như vậy thì cũng dễ, là cái hình Phật nào mình niệm hàng ngày hãy treo cái hình đó thiệt lớn lên. Khi bắt đầu đi hộ niệm thì nói ban hộ niệm là hãy treo cái hình đó trước mặt tôi để tôi niệm, là cái điều đúng. Còn mình là phàm phu thì không nên dùng cách quán tưởng niệm Phật. Còn Diễm Trang đang áp dụng cái phương pháp quán tưởng niệm Phật. Chư Tổ đang cấm những người phàm phu như chúng ta áp dụng phương pháp quán tưởng. Dùng tâm thô mà quán Phật nhiều khi không chính xác. Hãy quán tưởng, tức là treo một tấm hình Phật nào mà mình thích. Mình nhìn hình Phật đó, niệm Phật thì vững vàng hơn. Còn quán tưởng niệm Phật phải dành cho hàng rất cao cơ mới làm được. Mong Diễm Trang nghe những lời này, thay đổi cách niệm Phật. Hãy treo tấm hình nào mình thích mà niệm. Rồi đến lúc lâm chung, chư vị ơi, tôi hồi giờ tu cái tấm hình này quen rồi, hãy treo tấm hình này cho tôi để hộ niệm cho tôi thì chính xác. Nhớ không nên dùng pháp quán tưởng, sợ rằng không được an toàn. Câu hỏi thứ hai là nếu gặp một vị nào khuyên như vậy thì xin nói rằng là những người này hình như không có vững lắm về pháp hộ niệm vậy. Tại vì pháp môn niệm Phật
cầu sanh Tây Phương Cực Lạc rất chú trọng con đường chuyên. Không có một vị tổ nào khuyên đi con đường tập. Đại Thế Chí Bồ Tát khuyên bất giả phương tiện. Tính niệm A-di-đà Phật liên tục, không còn vay mượn bất cứ một pháp phương tiện nào khác cả, thì tự nhiên là thành tựu. Hồi nãy giờ ông đã nói rồi, một câu A-di-đà Phật là cả một đại tạng kinh, chứ trong kinh Phật không nói là một câu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là cả một đại tạng kinh, không phải như vậy. Và chính Đức Quán Tâm đã nói niệm Phật là pháp môn đệ nhất, chúng sanh trong thời mạt pháp này phải chú ý niệm A-di-đà Phật để thành tựu, không được rồi. Chính vì thế mà người nào khuyên là khi đã qua niệm Quán Tâm thì tại vì niềm tin vào câu A-di-đà Phật yếu quá. Vì yếu như vậy cho nên vãng sanh có lẽ hơi khó. Chứ nếu thực sự đã tin thì một câu A-di-đà Phật là giải quyết tất cả mọi khó khăn. Đừng nên đi hàng ngày mà sau cùng thường thường khó có thể giải quyết được ách nạn cuối cùng đâu nhé. A-di-đà Phật. Nam mô A-di-đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ. Và kính thưa toàn thể đại chúng, trước khi kết thúc buổi hội thảo hôm nay, chúng con xin có một số thông báo là vào tối ngày mai toàn thể đại chúng sẽ tiếp tục niệm Phật hồi hướng cho chúng sanh gặp nạn trong hỏa hoạn cháy rừng ở tại Úc Châu và hồi hướng cho chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới. Và chương trình này sẽ kéo dài một tuần cho đến ngày 22 tháng 1, đó là mỗi buổi tối giờ Việt Nam từ 6 giờ cho tới 8 giờ ngày mai thứ bảy, chứ không phải là tối thứ năm. Ai gì là vật mình cái thông báo mình biết sai. Dạ. Dạ, thông báo có lỗi đánh máy. Ngày mai là tối thứ bảy. Chương trình sẽ tiếp tục cho đến ngày 22 tháng 1, tức là đã kéo dài suốt một tuần. Và thứ hai, thông báo thứ hai là tiếp theo buổi hội thảo hội niệm Zoom sẽ diễn ra vào sáng thứ hai lúc 7:30 giờ Việt Nam như thường lệ. Và chư vị có tên trong danh sách đặt câu hỏi ngày hôm nay nhưng chưa kịp được nghe trả lời thì xin mời chư vị quay trở lại vào sáng thứ hai lúc 4:30 giờ Việt Nam, tức là 7:30 giờ Brisbane. Sau khi kết thúc buổi hội thảo hôm nay thì anh Minh Hoàng sẽ có nhận trả lời một số thắc mắc về vấn đề kỹ thuật. Chư vị có nhu cầu xin nán lại để anh Minh Hoàng sẽ giải đáp những vấn đề kỹ thuật. Và chúng ta xin kính mời anh Hải Mùi, anh đạo tràng Chính Tịnh nán lại để được giải đáp những thắc mắc của anh ban nãy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa toàn thể đại chúng, buổi hội thảo hôm nay đến đây sắp kết thúc. Chúng con xin cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm đọc hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi tịnh độ, trang nghiêm cõi tịnh độ,
chúng sanh trong thiên tai hỏa hoạn, trong thiên tai hỏa hoạn ở Úc Châu, ở Úc Châu cùng tất cả chúng sanh khổ nạn trên khắp thế giới, cùng tất cả chúng sanh khổ nạn trên khắp thế giới trên đền bổn ơn nặng, trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này, hết một báo thân này đồng sanh nước Cực Lạc, đồng sanh nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Hẹn tất cả chư vị gặp nhau vào tối mai cũng giờ này để chúng ta niệm Phật cầu tiêu tai giải nạn cho chúng sanh trên khắp thế giới. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân chư tôn đức tăng ni đã đến chứng minh cho buổi hội thảo hôm nay. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã giảng giải cho chúng con hiểu biết nhiều hơn về pháp môn niệm Phật hộ niệm, và xin thành tâm tri ân toàn thể chư vị đồng tu đã đến tham dự buổi hội thảo, và xin hẹn gặp lại chư vị trong buổi hội thảo vào sáng thứ hai, buổi hội thảo kế tiếp vào sáng thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào toàn thể. A Di Đà Phật.